Cô là người đã khóc um lên khi thằng Đông nó vừa tỉnh, đúng không? Sao bác biết ạ? Kìa bố, đây là bạn con nữa. Đông, anh đi ra ngoài chờ. Tôi có câu chuyện muốn nói với cô này. Vâng. Thấy. Sang tiền đi. Vợ chú đã ký đâu? Nhỡ nó dở chứng thì làm sao? Bà chắc lép thế nhở. Nó không ký tôi cầm tay bắt nó ký. Sang làng đi. Ký đây. Cơm rạch việc. Không phải vì bị mấy thằng khách bỏ bom với đang cần tiền làm ăn thì không có cái giá ở đâu nhá. Ngọc, chúc mừng sinh nhật em. Làm vợ anh nhá.